Hello, xin chào các bạn, đây là diễn đàn motosaigon.vn. Thì trong clip này mình sẽ cùng các bạn so sánh ngoại hình hai cái mẫu BMW S1000RR chính hãng tại thị trường Việt Nam luôn nhập Đức. Thì đây là một cái cơ hội rất là hay để anh em so sánh luôn cái ngoại hình giữa cái mẫu BMW S1000RR với dàn áo nguyên bản ha. Rồi bên đây đây, với lại so với cái mẫu S1000RR theo mình biết là khủng nhất hiện tại luôn tại thời điểm mình quay clip này, với dàn áo full carbon từ đầu đến chân luôn, kính chắn gió, dàn áo đầu, hai bên hông, đuôi, vân, ốp sườn, ốp dè luôn. Và ngoài ra còn rất là nhiều món đồ chơi khác nữa. Rồi các bạn có thể thấy ngoại hình của hai con đây. Nhìn đây nó đen ngầu hơn rất là nhiều ha. Đây thuộc sở hữu của một anh biker tại Cần Thơ. Đến tham dự sự kiện lái thử xe Harley Davidson tại cà phê Football thành phố Cần Thơ đây. Ok, giờ mình soi vào chi tiết nha. Như anh em thấy đây, dàn áo rất là đáng tiền luôn, siêu đẹp. Lên là nhìn nó lung linh khác hẳn liền. Nó khiến cho tổng thể xe nhìn nó gấu hơn rất là nhiều. Đây bạn soi vào chi tiết. Dè trước cũng là carbon luôn nha anh em. Carbon luôn. Thế phục trước mình thấy cái hiệu là Majocchi nè. Thì dàn phục trước sau vẫn tương tự so với cái nguyên bản đằng kia. Ngoài hình, ngoài ra hai cái kính chiếu hậu tích hợp luôn cái đèn xi nhan đã được anh chủ xe tháo rời ra thay vào cái món đồ chơi khác. Dán gọn hai bên dàn nhựa của đầu xe nữa, đây xi nhan này. Quá đẹp. Kính đồ chơi màu xanh, màu titan nữa. Còn đây là kính của MRA. Ngoài ra cũng lên cặp đèn đi tour. Anh em thấy đây, con kia là nó carbon từ đầu đến chân luôn. Ôm lấy hai bên thì cái này lên carbon nên không có cần phải dán tem thì nó quá đẹp. Bạn thấy bình xăng luôn nè, xương cá cao su kẹp cũng là màu đen luôn, hai bên siêu đẹp. Này khi mà nhìn thực tế bên ngoài, ra ngoài nắng nó quá đẹp luôn. Và chi tiết quay đây, quay cá hầu như là carbon hết anh em ạ. Dàn đuôi cũng là linh chi tiết là carbon, bên kia cũng là đuôi zin ha, có yên ngồi sau. Thì anh này ảnh chụp yên solo luôn, chạy một mình cho nó sướng. Dè trắng bùng sau cũng carbon luôn, quá chịu chơi. Ngay cái bát ốp nhựa ngay gác để chân, thì gác chân đồ chơi luôn nè, bô Abravovic nãy bô rất là hay. Và cái mình thấy ốp luôn cả hai cái gấp phía sau luôn nè. Anh em thấy chất liệu carbon hết. Thằng kia vẫn là nguyên bản. Thằng kia anh đi cái bô Austin Racing quá đẹp. Là cái hai chiếc này đều tại Cần Thơ luôn nè. Anh chị em Cần Thơ chơi xe rất là dữ luôn. Rồi cái bên dưới cũng là carbon luôn nè. Thì mình đi tổng thể lại cho anh em xem. Mình rất là cứng cáp. Mình nghĩ chắc cái chi phí mà độ lên full carbon này không có rẻ đâu, rất là khủng khiếp. Đây so sánh cả hai con. BMW này các bạn biết rồi, vừa rồi đã được BMW Motorrad, Thaco BMW Motorrad Việt Nam phân phối chính hãng. Thì nó có hai phiên bản Race với lại phiên bản M Performance. Performance là cao cấp nhất, hơn 1 tỷ, rất là đáng giá luôn, rất là nhiều công nghệ cải tiến, nhẹ hơn rất là nhiều so với đời cũ. Nói về chi tiết nó có gì khác biệt các bạn có thể lên website motosaigon.vn để xem thêm. Rồi cũng có chi tiết giá, như đồ mình cũng đã cập nhật rất là chi tiết rồi, các bạn có thể lên để xem thêm. Thì clip này mình cho bạn xem cái so sánh ngoại hình tổng thể giữa
S1000RR full carbon khủng nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Và bên kia là phiên bản thông thường ha, phiên bản vẫn là chưa, cũng lên rất là nhiều đồ chơi nhưng mà dàn áo cũng là dàn áo nguyên bản, còn ngoài ra cũng có số chi tiết carbon khác nữa. Rồi các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube nhé. Sắp tới mình sẽ cập nhật thêm những cái clip xe khủng nữa, rất là độc đáo luôn, anh em nhớ đón xem nha. Xin cảm ơn và chào các bạn.